Hello anh em, hôm nay thì mình sẽ nạp khoảng 2 triệu để mình lấy cái siêu xe của Tesla. Đáng lẽ ra thì mình không quay đâu, vì trước giờ mình lạp game cũng chỉ là lạp roi pass thôi. Nhưng mà đợt này thấy PUBG có sự kiện Tesla hay quá, nên mình nạp một chút để kiếm cái xe đi lại. Thì cũng là để mình có thêm động lực chơi game, chứ giờ thực sự thì mình cũng đang chán game dần rồi. Bởi vì trước kia mình vào game thì có bạn bè rất là đông, nhưng mà giờ thì mọi người cũng nghỉ game hết rồi. Thì kể cả những cái mục tiêu của PUBG thì mình cũng đã đạt được rồi. Ví dụ như là đạt được danh chí tôn này, hoặc là KD 56 chấm, hay hoặc là thậm chí đầu mùa mình còn được 89 chấm cơ. Thì mình cũng đã hoàn thành hết rồi, thực sự thì cũng chả còn gì để mà chinh phục nữa. Bây giờ vào game chủ yếu là làm clip cho anh em xem và chơi auto matching thôi. Ok, anh em mình quay luôn nhé. Hôm nay thì mình sẽ lấy một trong ba con. Nó là con hồng, con xanh và con trắng. Con trắng là cao nhất, con xanh là hình như là 3 phiếu. Còn con hồng là có 2 phiếu thôi. Nhưng mà con hồng thì mọi người chê là nhìn nó hơi quê, cho nên là mình sẽ cố gắng lấy con thứ hai. Ok, lần quay đầu tiên này hết 60 UC, nhưng mà mình có phiếu giảm giá 50 thì còn 10 UC. Ok, đồng ý này. Ôi, lên được mức 2. Lên được mức 7 là mình có con màu hồng nha anh em. Tiếp tục này. Lên. Thất bại. Lên. Vẫn thất bại, lần này thì chắc chắn là lên rồi. Ok, lên mức 3. Thì sau 3 lần thất bại là auto lên nha anh em. Tiếp tục. Thất bại. Lên. Vẫn thất bại. Lên chưa? Ok, lên mức 4. Vậy là lên mức 4 này hết mấy nghìn rồi? 2-3 nghìn rồi. Thất bại. Ui giời ơi, vẫn thất bại anh em ạ. Ôi, lên mức 6 luôn. Từ 4 nhảy lên 6 luôn. Còn 7.000 UC nữa. Thế thì mình chắc chắn là mình sẽ được con xe màu hồng rồi. Lên 2.800 phát. Ui mặn thế. Thất bại này. 2.800 phát nữa. Lên. Lên mức cao nhất luôn anh em ơi. Thế là chúng ta được 4 phiếu. 4 phiếu. 4 phiếu mà con xe trắng này 6 phiếu mới nhận được. Còn con xe xanh thì chỉ có 3 phiếu thôi. Con xe xanh chỉ có 3 phiếu thôi. Đây đúng rồi. Còn con xe hồng thì 2 phiếu. Nhưng mà ở đây mình được 4 phiếu. Nó lại bị thừa mất 1 phiếu. Thôi bây giờ lấy con xanh nha. Nếu mà quay lại á, quay lại để lấy thêm 2 phiếu nữa thì chúng ta phải quay lại từ đầu, đồng nghĩa với việc là sẽ phải có thêm khoảng 10.000 UC nữa. 5-7.000 nữa, tầm đấy. Nếu mà hên. Ok, chắc là mình lấy con xanh thôi. Chứ con hồng là nhiều người chê là nhìn nó hơi bị quê. Mặc dù theo mắt của mình thấy con hồng rất là đẹp mà. Nhưng mà mình là đàn ông, con trai thì chắc là đi màu xanh hợp hơn. Thôi lấy màu xanh nha anh em nhá. Nhìn cũng ok mà. Giờ tiền đâu nữa mà quay lên lấy con xe mắc kia, con xe màu trắng kia 6 phiếu cơ. Thêm 2 phiếu nữa phải quay lại từ đầu. Game là tính toán cả rồi. Như con hồng cũng đẹp mà. Một con xanh hình như là nam tính hơn. Ok, thôi không suy nghĩ gì nữa, mà kể cả suy nghĩ thì mình nghĩ là cũng sẽ chả giải quyết gì cả, vì UC cũng chỉ cũng có giới hạn. Mình không thể làm gì khác được. Thôi bây giờ quyết định là lấy con xanh rồi. Ok. Chấp nhận đổi. Đấy. Làm tí vào game chơi cho nó có động lực. Ok. Chắc là clip mình sẽ dừng ở đây thôi. Siêu xe khá là đẹp. Cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình. Bye bye. Vậy là bao nhiêu nhỉ? Vậy là tổng kết lại mình hết khoảng 9.000 đúng không? 9.000 UC là mình đã có con màu xanh rồi. Ok. Và nhiều anh em khác cơ còn bảo là mất 3.700 hay là 4.000 gì đấy đã được con màu hồng rồi. Thì chứng tỏ là mấy anh em đấy rất là hên. Mình như thế này thì mình nghĩ cũng không không đỏ mà cũng không đen đâu. Bình thường thôi. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip của mình. Bye bye.